Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Thích Minh Nhẫn, Phó Ban kiêm Chánh Thư Ký Ban Trị Sự Phật Giáo tỉnh Kiên Giang, kính thưa quý Chư Tôn Đức Tăng và toàn thể quý Thiền Hữu Tri Thức thân mến, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài vượt qua 10 điều khó làm. Đây là một trong những nội dung ứng xử được Bồ Tát Hiền Nhân chia sẻ với Đức Vua trong Kinh Hiền Nhân. Điều khó làm có liên hệ đến hoàn cảnh khó, cũng có trường hợp liên hệ đến thái độ ngại khó, cũng có khi liên hệ đến tâm lý chán nản, thất vọng, và vấn đề nhỏ trở nên khó khăn. Trong Kinh Hiền Nhân, Bồ Tát Hiền Nhân đã chia sẻ 10 cảnh huống, và theo đó, nếu chúng ta biết vận dụng và phản đối tốt thì các nghịch cảnh, chướng duyên, trở ngại, thử thách sẽ nhường bước cho sự đi tới của chúng ta. Và thông qua phần chia sẻ, Bồ Tát Hiền Nhân muốn gửi đến nhà vua, người đại diện luật pháp quan trọng nhất lúc bây giờ, các kỹ năng ứng xử theo tinh thần Phật dạy, và truyền đạt các kỹ năng đó cho bá tánh để mong họ được hạnh phúc và bình an. Một, làm việc với người ngu mà vẫn được thành công. Đây là một trong những thách đố rất khó liên hệ đến hoàn cảnh và điều kiện của những người hợp tác và cộng sự. Người ngu theo tinh thần Phật dạy trong các kinh được định nghĩa là người không học Phật pháp, người không tiêu hóa tứ diệu đế, người không có trí tuệ, người không biết giải quyết các vấn đề trên nền tảng của nhân quả, người không sống phù hợp với đạo đức, người tin vào vận mệnh, số phận an bài, vân vân. Định nghĩa đó khác hoàn toàn với định nghĩa tri thức mà thế gian thường quan tâm. Theo định nghĩa của Đức Phật, các khoa học gia, các nhà bác học, những người có văn bằng học vị cao, đỗ đạt lớn, nếu không ứng xử theo các tiêu chí vừa nêu, vẫn được xem là người chưa có trí tuệ, mặc dù họ có thể là một nhà trí thức lớn. Và chưa có trí tuệ được hiểu theo một ngữ cảnh khác, vẫn là người ngu. Làm việc với người ngu, ta phải tốn thời gian giải thích, vì họ có thể hiểu sai thiện chí của ta. Từ việc hiểu sai dẫn đến thái độ ứng xử sai, và do vậy đó, sự có mặt, góp sức, đồng hành, gắn kết với công việc của một bậc trí thì làm cho công việc đó trở nên y ẩm hơn, trở ngại nhiều hơn thôi. Trong Kinh điển Phật giáo, khái niệm thiện hữu tri thức chỉ cho những người bạn đồng hành có tri thức đạo đức và tri thức giải quyết các vấn đề gia đình, đảng tư duy tích cực và tư duy giải pháp. Làm bạn, sống chung, cộng sự, đối tác chung với những người như vậy thì tâm ta đỡ phải đối diện với rất nhiều các phiền não, sự khó chịu và những cái phản ứng kéo theo rất tiêu cực. Cho nên chọn bạn mà chơi, chọn đối tượng mà hợp tác là những tiêu chí phần lớn các kinh khích lệ. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có nêu ra hai ẩn dụ. Một,
như voi chúa ở rừng sâu, tượng trưng cho việc sống đơn độc, một mình, không đồng hành, không kết bạn, không hợp tác với người ngu. Người ngu theo nghĩa thiếu đạo đức, không tôn trọng luật pháp, không có tri thức giải quyết vấn đề theo nhân quả, không tin vào tứ diệu đế, vân vân. Tại bởi vì đồng hành và làm việc chung với những người như vậy đó, hiệu quả rất kém, trở ngại nảy sinh, các thách đố có thể theo đó đồng hành với chúng ta. Cho nên trong tình huống này ta có thể sử dụng thuật ngữ quý hồ tinh, bất quý hồ đa. Tương quan xã hội quan trọng ở chỗ là tinh hoa, những người có trình độ, có phương pháp, có tấm lòng và làm bằng tinh thần vô ngã vị tha. Cho nên đồng hành và cộng sự với họ, thành quả Phật sự, thành quả sự nghiệp bao giờ cũng thành đủ cao. Đang khi số lượng nhiều có thể tạo những cái tác dụng tâm lý cao, nhưng nếu đó là một hội tụ của những người thiếu trí tuệ dẫn đến tình trạng rắm rối công việc là điều khó thể tránh khỏi. Ta thử hình dung con cuốn chiếu có hàng trăm cái chân nhỏ, và nếu quan sát á, thì cái động tác các cái chân nối kết nhau đi tới phía trước liên tục nhanh chóng, nhưng mà độ tiến thân của chúng về phía trước chẳng là bao. Đang khi con rắn, con lươn không có một cái chân nào, trường theo cách riêng của nó thôi, tốc độ tiến theo phía trước lại còn cao hơn là con cuốn chiếu nhiều chân nữa. Cho nên đồng hành với người có trí, cộng sự với người có trí, phụng sự cho người trí, lòng được bình an, không sợ hãi, không phải rơi vào chủ nghĩa xét lại, không lo lắng, không hiểu sai quan điểm và lập trường của những người có tinh thần phụng sự. Vậy đó, để làm việc thành công với người ngu đòi hỏi ta phải thật khôn, nhưng phải giả vờ ngu, không tạo ra một cái khoảng cách cách biệt. Tại bởi vì người ngu dễ dàng mặc cảm. Mặc cảm có thể dẫn đến những tình trạng sanh nạnh, phân bì, hơn thua, vậy đó có thể dẫn đến nhiều cái trở ngại trong cuộc sống. Cho nên theo Đức Phật và theo Phật giáo, dầu đang cộng sự với bất kỳ ai, người hiểu được mình, không hiểu được mình, người có trí, người vô trí, người có tinh thần hiểu biết và cảm thông, hay là một người câu nệ, quan trọng là lèo lái làm sao cho hiệu quả của công việc có mặt trong tầm tay của chúng ta. Còn một phương tiện ứng xử làm sao cho một người thiếu tri thức, thiếu trí tuệ có thể đồng hành, cộng sự trên các mục đích tốt mà mình chủ sướng là tốt rồi. Tính hiệu quả cần phải được đặt ra như là một thước đo. Việc làm đó là rất khó, nhưng làm được là rất xứng đáng. Điều hai, vững vàng vượt qua các áp lực và quyền uy là khó. Áp lực đó, phần lớn liên hệ đến khối lượng công việc, thái độ ứng xử trước công việc và cách giải quyết vấn đề có phương pháp hay là không phương pháp. Từ đó dẫn đến tình trạng căng thẳng, mệt mỏi và phải đối diện với nhiều các sức ép. Còn quyền uy đó là thế lực chính trị, thế lực xã hội, thế lực dân sự, thế lực kinh tế. Bất kỳ một thế lực nào mà việc giao kết với những người sở hữu nó không mang lại cho chúng ta được tâm bình an, sự thoải mái, niềm hạnh phúc thì đều có thể dẫn đến các áp lực. Ở đây Bồ Tát Hiền Nhân đề nghị chúng ta phải nhìn thấy rõ đó là một việc khó, nhưng khó không có nghĩa là không làm được. Và trong cái khó phải làm sao giữ được trạng thái vững vàng,
để chúng ta có thể chiến thắng và vượt qua các áp lực. Khi một người có quá nhiều công việc để bận tâm, làm cùng một lúc với quá nhiều các việc được bày biện, sự căng thẳng của não có thể diễn ra và làm cho chúng ta dễ dàng cao có, khó chịu. Cái áp lực này nếu không được giải phóng có thể dẫn đến những cái ức chế tâm lý, và do đó dễ quọ, căng thẳng và khó có thể giữ được sự điềm tĩnh, bản lĩnh, sự khôn ngoan để có thể ứng xử một cách thành công trước các tình huống bao gồm các nghịch cảnh. Vững vàng nó thuộc về thái độ tâm lý, áp lực nó thuộc về ngoại duyên, phần lớn là các nghịch duyên. Thái độ tâm lý là cái mà chúng ta có thể làm chủ được. Nghịch duyên là những cái điều kiện khách quan diễn ra xung quanh chúng ta, có muốn hay không muốn nó vẫn có mặt như là những hiện hữu. Và để giải quyết các nghịch cảnh một cách thoải mái, ta có thể liên tưởng đến một số hình ảnh ẩn dụ sau đây. Một cơn mưa nặng hạt diễn ra đang khi ta có nhu cầu cần trời khô ráo, khí hậu thoải mái. Cơn mưa đã làm trở ngại các công việc. Phần lớn chúng ta không ai dại dột gì mà đi đấu khẩu với cơn mưa, ăn thua đủ với cơn mưa, quyết làm sao đó thắng được cơn mưa để cơn mưa dừng lại cho mình hoàn thành các công việc đang bị dở dang. Công việc mà phần lớn chúng ta làm đó là nếu có mưa thì tạnh mưa, nép vào trong mái nhà nơi nào có thể có sự che chở mà cơ thể chúng ta không khỏi bị nhiễm lạnh, đợi đến tạnh mưa tiếp tục làm công việc, diễn tiến với các động tác đi đứng nằm ngồi. Ai có trang bị các áo mưa thì khi cơn mưa nặng hạt diễn ra hoặc là mưa tầm tã, công việc phải làm đó là mặc chiếc áo mưa và tiếp tục cái công việc của mình. Không ai khó chịu với mưa mà cũng không ai đánh lộn, ăn thua đủ với mưa cả. Hình ảnh đó rất là một bài học đáng để chúng ta suy nghĩ. Trên thực tế đó, thì trong cuộc đời này đó, khi chúng ta gặp những áp lực giống như những cơn mưa nặng hạt hay là những cơn mưa dai dẳng, chúng ta đã không bình tĩnh được như thế, chúng ta đã không khôn ngoan được như thế, chúng ta lại phải ứng xử như thế nào để có thể chiến thắng được, loại trừ được trên nền tảng một mất một còn thôi. Và do vậy các áp lực theo đó ngày càng gia tăng. Cho nên vững vàng là một thái độ cho thấy làm chủ được dòng cảm xúc, thái độ, nhận thức để có thể làm chủ được các hành vi. Công việc đó có thể khó vào ban đầu, nhưng khi huấn luyện mình một cách có điều kiện và theo đuổi các mục đích huấn luyện đó, một thời gian sau chúng ta sẽ làm chủ được lối sống và thói quen ứng xử. Cho nên dầu trong tình huống nào, ta vẫn thể hiện được sự điềm tĩnh vững vàng bằng một bản lĩnh không sợ hãi. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật đưa ra một dữ liệu rất quý: người nào sống phù hợp với đạo đức, tôn trọng luật pháp, các nội quy, các mặc định nhân hóa ở những nơi công cộng và khi ở riêng một mình, sẽ có cơ hội thoát khỏi các nỗi sợ hãi. Như vậy, sợ hãi đó là một cái ý thức về cái lỗi, cái tội mà ta có thể làm sai quấy với cuộc đời hay tha nhân, dầu người biết hay không biết. Nỗi sợ hãi đó cứ quấn quýt đeo bám ta như là một con đĩa dai. Và người có thực tập điềm tĩnh vững vàng đó, trên nền tảng của đạo đức, thì nỗi sợ hãi đó được vẫy tay chào. Cho nên dầu cho phải đối diện, sống chung, sống quế tất cả các áp lực của quyền uy, bản lĩnh vẫn thể hiện một cách điềm tĩnh. Nhờ vậy ta vẫn tìm được cách tháo mở được những cái gút. Khi đối diện với các áp lực càng lính quýnh, càng rối rắm, càng căng thẳng, càng mệt mỏi,
càng đổ lỗi, càng mất lối thoát, quay trở về tìm kiếm các nguyên nhân, phân tích các điều kiện và đánh giá lại tư cách, đạo đức và những gì chúng ta đã làm. Tự động trước sau gì chúng ta cũng tìm ra được giải pháp thích hợp thôi. Việc khó làm không có nghĩa là không làm được. Đây là một nghệ thuật ứng xử rất có giá trị trị liệu. 3. Sống chung đụng với kẻ thù mà vẫn giữ được tâm bình an. Một trong 8 nhóm loại khổ được Đức Phật đề cập trong kinh Tứ Diệu Đế là oán tấn hội, tức là ghét nhau, không ưa nhau, lửa và nước cùng tiếp xúc, bóng tối và ánh sáng cùng chung đụng, chắc chắn để lại những cái cảm xúc rất là khó chịu. Mình cũng mất tự nhiên, mà kẻ đó đang có vấn đề đó cũng không trở nên bình thường. Chỉ cần một cái xích mích nhỏ, các cái bất hòa, thiềm tị, căng thẳng đã từng xảy ra trong quá khứ làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Ở đây Bồ Tát Hiện Nhân khích lệ chúng ta một lối ứng xử, đó là giữ được bình tĩnh, giữ được chính mình và đừng đánh mất chính mình bởi những lời nói, hành động khiêu khích của những người không thích mình. Ngụ ngôn Phật giáo phát họa ra hình ảnh một con khỉ. Có khi đó thì bịt cái miệng, đó là biết mà vẫn không phát biểu trong tình huống không cần thiết, nếu không có lợi ích cho ai. Bịt mắt là có hai mắt mà giả vờ như không thấy, bởi vì có những tình huống thấy như vậy mà thực ra chẳng phải vậy. Chẳng hạn như là phim ảnh, kỹ thuật, kỹ xảo của điện ảnh làm cho chúng ta tin rằng những diễn tiến trong phim ảnh là thật, mà cho thực tế toàn là hư cấu ra. Và nhiều tình huống ngộ nhận rất đáng tiếc nhưng không có sự thật, mặc dù có tính logic. Dùng tai để che hai lỗ tai, ta vẫn nghe hàng ngày, nhưng có những tình huống nghe như thể chẳng nghe. Nghe rồi đó, để cho mọi việc trôi đi, nhất là những việc chướng tai gây mắt, đang khi ở tình huống đó ta chưa có thể có được điều kiện để giải quyết nó một cách hiệu quả, để lại trong tâm á trở thành những cái nỗi ức chế tâm lý, đè nén các ức chế đó, đến một giai đoạn nào đó nó sẽ vỡ tung và chúng ta sẽ trở thành nạn nhân trực tiếp của nó. Do đó kinh dạy là làm sao giữ được tâm bình an khi sống chung đụng, khi làm việc, khi ở chung một đơn vị, khi tiếp xúc gặp gỡ thường xuyên hàng ngày. Cho nên lúc đó chúng ta đào tẩu khỏi thực tại, hoặc là bỏ cuộc, bỏ công việc làm, hay là gây sự hơn thua đủ với người đó. Tất cả những thứ này chỉ là những phản ứng giận tức nhất thời thôi, chứ không phải là giải pháp. Điều mà kinh điển Phật giáo dạy là làm sao chúng ta thể hiện bản lĩnh, sức chịu đựng ngay cả trong tình huống cây muốn lặng, gió chẳng muốn dừng. Nỗi điềm tĩnh và làm chủ được bản thân sẽ giúp cho chúng ta có thêm sức mạnh vĩ đại. Nhường nhịn không phải là một biểu hiện của yếu đuối. Kẻ có bản lãnh lắm mới có thể nhường nhịn được. Người khôn ngoan lắm mới có thể bỏ qua các cái việc sân hận bởi lời nói và hành động của một người khiêu khích. Là đệ tử Phật, chúng ta học được rất nhiều các kỹ năng để làm chủ được cơn giận, làm chủ được tình huống, để không làm cho các hận thù trở nên căng thẳng hơn. Luận tạng A Tỳ Đạt Ma phân tích từ góc độ tâm lý học về các hành vi và động cơ, đề nghị chúng ta đánh giá về bản chất của hiện thực như sau. Không có con người hành động, chỉ có diễn tiến của hành động đang được trôi chảy thôi. Đây là một câu nói triết lý.
hoàn toàn không có nghĩa phủ định tính pháp lý của các hành vi, lời nói, việc làm, tay, chân, toàn cơ thể. Khi ta nhìn các hành động chỉ là một diễn tiến của các hành vi, lúc đó đó ta không thấy cái người thể hiện các hành động chướng tai gai mắt khó chịu là kẻ thù của mình đó. Hành động đó là hành động đáng tội nghiệp, đáng thương hại. Hay gì đặt để cái tâm hận thù lên thì ta tìm cách thoát ra khỏi. Như vậy cái mắt mú trong tình huống này nếu có chỉ là một chiều thôi. Chiều ở người khó ưa, chiều ở người không dễ thương, chiều ở người có vấn đề. Bản thân ta thoát ra khỏi cái dòng kim cô của hận thù thì lúc ấy đó hận thù có cơ hội được tháo mở và kết thúc. Phần cuối kệ tán của kinh Dược Sư có câu: giải kiết, giải kiết, giải oan kiết, nghiệp chướng bao đời đều giải hết. Chỉ giải đây là động từ tháo mở cái quan trái hận thù gút mắt giữa ta và người thân đó, thì thường bị cái mắt sâu dày của cảm xúc cho nên là khó tháo mở hơn. Giận người dưng, buồn người nước lã ta dễ tháo mở. Và dân gian cũng có câu: hơi đâu giận người dưng nước lã. Tin câu nói đó như là một sự thật đó, chúng ta sẽ kẹt với những người thân của mình. Vì ông ấy là chồng tôi, bà ấy là vợ tôi, nó là con tôi, cháu tôi, lẽ ra nó phải hiểu tôi, nhường nhịn tôi, nó ứng xử là không có biết điều như vậy, cho nên tôi được quyền giận nó. Lối suy nghĩ này sẽ làm cho cơn giận có cơ hội để trút đổ. Đang khi đạo Phật triết lý đó thì dạy chúng ta quán không có người hành động, chỉ có cái chuỗi hành động đang diễn ra thôi, để chúng ta quên đi tính tác giả của hành vi. Vì nghĩ đến ai đó cố tình chê mình, cho gậy bánh xe phá mình, đâm sau lưng chiến sĩ mình, ném đá giấu tay mình, thì lòng chúng ta không thể nào bỏ qua được. Tức là muốn tìm cho ra lẽ và trả đũa để cho người đó ta không dám giở trò ăn hiếp phá hoại mình đó. Lối quán chiếu như vừa nêu là một cái kỹ năng trị liệu cảm xúc rất có giá trị. Nhờ đó đó, dầu chung đụng với những người xem mình là kẻ thù, tâm ta vẫn được bình yên. Mà không đó, căng thẳng có thể dẫn đến tai biến mạch máu đảo là chuyện thường. 4. Học ít mà vững vàng trong các nghị luận. Điều này có thể xảy ra với những cái tình huống một người có kinh nghiệm trường đời, từ nhỏ đã bươn trải, học kinh nghiệm phi trường lớp từ những người đi trước, mà cuộc đời của họ là những bài học đắt giá hay là những bài học đáng nghìn vàng. Lắng nghe những kỹ năng, học hỏi các kinh nghiệm, tiếp thu các chia sẻ của những người sống từ trường đời, thành công từ trường đời, như vậy chúng ta trở nên già dặn hơn, vững vàng hơn, bản lĩnh hơn. Do vậy mặc dầu thậm chí có người không biết một chữ cái, chẳng có một bằng cấp gì, chưa từng trải qua một trường lớp nào, vẫn có thể tham gia các nghị luận có tính logic, có trình tự, có sự thuyết phục như thường. Trong giới tu sĩ Phật giáo có rất nhiều vị tu sĩ không cần phải trải qua trường lớp, nhờ những hạt giống đã được gieo trồng ở những kiếp trước, cho nên chỉ cần chất xúc tác là những hạt giống nó trỗi dậy như là một sự đánh thức, và họ có thể sử dụng cái nguồn tri thức đó để ứng xử một cách thành công, để biện luận một cách là có kết quả, hướng người tranh biện về chí đạo để cho họ có thể sống hạnh phúc và bình an hơn. Lục Tổ Huệ Năng là một trong những tấm gương chói sáng như vừa nêu, không biết một chữ cái, nhưng mà ai đọc đoạn kinh nào mà không hiểu, ngài có thể giải thích rất ngắn gọn, để lại những cái giá trị tư duy tâm linh, thực tập tâm linh, trải nghiệm tâm linh. Đó là điều mà không phải ai cũng có thể làm được.
đất nước Trung Quốc hãnh diện tự hào xem Lục Tổ Huệ Năng như là vị Phật sống của riêng họ. Việt Nam chúng ta ngày nay xem Đức Vua Trần Nhân Tông, một thiền sư lỗi lạc, một nhân vật Việt Nam có tinh thần Việt Nam như là vị Phật Hoàng. Cái tinh thần dân tộc đó nó giúp cho chúng ta tìm kiếm các cái nguồn tài nguyên tâm linh vốn có. Mà đến lúc đó, nếu không tự tin đó, hầu như chúng ta đi vay mượn ở nước ngoài, và chúng ta trở thành là những người xiển dương truyền bá cho những cái tài sản tâm linh vay mượn thôi. Mà lẽ ra trong nước chúng ta cũng không có thiếu kém gì. Do đó nhờ kinh nghiệm trực tiếp từ trường đời, chúng ta có thể trở nên thông minh và có thể thành công. Còn theo Phật giáo đó, dầu ít học nhưng nếu chúng ta trải nghiệm đời sống đạo đức, thiền định chuyển hóa, tự giác phát sinh, thì dầu không có chữ nghĩa, lời nói, việc làm và các tranh luận trong các cuộc đàm đạo, đối thoại liên triết học, đối thoại liên tôn giáo, vẫn có thể tạo ra ấn tượng ở người nghe và những người tham gia. Rất nhiều các vị tổ sư Phật giáo chẳng trải qua trường lớp nào lại có mức độ thành công lớn là vì có những hạt giống tâm linh. Cho nên kiến thức học đường không phải là con đường duy nhất để dẫn đến các thành công trong trường đời. Bill Gates bỏ đại học trở thành nhà bác học thiên tài về vi tính. Zuckerberg bỏ đại học trở thành là một người thông minh và tỷ phú về trang mạng Facebook nổi tiếng hiện nay. Steve Jobs, một người cũng đã bỏ học nhưng mà nhờ trải nghiệm thiền Phật giáo ở tuổi đôi mươi, vượt qua những cái bước thăng trầm mà chính những người thuộc hạ và người thân của mình đẩy mình ra khỏi công ty Apple mà mình đã sáng lập, anh vẫn không sờn lòng nản chí, không hận đời, không hận người, vươn đến đỉnh cao thành công, để lại cho đời trên 263 bằng phát minh, sáng kiến, sáng tạo và đồng sáng tạo. Những con người đó nếu nói về trường lớp thì không bằng ai, nhưng mà những đóng góp và những giá trị cải thiện đời sống xã hội của họ đó là điều mà phần lớn chúng ta không thể quên. Cho nên trên con đường tiến thân, cha mẹ vẫn phải khuyên con em học tới đây đến chốn. Nhưng nếu nhiều sinh viên nhiều năm thi hoài, có nỗ lực, có học, có phương pháp mà vẫn không đậu, có lẽ là cái duyên đầu tư sự nghiệp bằng con đường học vấn của họ không có nhiều, khích lệ họ đầu tư sáng tạo vào các lĩnh vực khác, họ cũng có thể mở ra cho mình một con đường với nhiều chuyển dòng. Biển sau là đừng lấy cái việc bỏ học đó như là một biện hộ để nuôi cái thói quen lười biếng và không chịu học hỏi như một kinh nghiệm cần thiết. 5. Nghèo khó mà vẫn không trở nên thấp hèn. Đây là một lời dạy rất sâu sắc ở trong kinh Hiền Nhân. Người Trung Quốc có câu bằng cùng sinh đạo tặc. Nghèo quá, gian khó quá, không có công việc làm, dễ sinh ra trộm cướp, lừa đảo, tạo ra tệ nạn xã hội, vi phạm luật pháp, chà đạp nhân tâm, và có thể ứng xử bất công dẫn đến các bất bình ổn xã hội. Ở đây kinh Hiền Nhân dạy chúng ta làm sao phải giữ được phong cách không thấp hèn. Nghèo khó nó thuộc về điều kiện, những cái có và không có. Thấp hèn nó liên hệ đến thái độ sống và lối sống. Có nhiều người nghèo nhưng lối sống vẫn thanh cao, có giá trị đạo đức, cho nên họ vẫn được đánh giá và kính trọng như thường. Và cái chất liệu nhân cách này đó, nó trở thành như là một cái phương châm ứng xử ở trong đời sống xã hội. Ai làm được việc đó đó, dầu là nghèo vẫn có cái giá và vẫn có một cái vị thế xã hội xứng đáng. Mang quốc tịch Việt Nam, trong giai đoạn mấy chục năm vừa qua và cho đến thời điểm hiện nay, chúng ta gặp nhiều khó khăn khi giao tiếp với thế giới xung quanh, nhất là vấn đề
xin visa nhập cảnh vào những quốc gia tiên tiến. Họ có những phân biệt đối xử với nước nghèo. Do đó chúng ta không nên mặc cảm tự ti vì thân phận người Việt Nam bị thế giới cô lập mình bằng con đường kinh tế. Và rồi bằng nỗ lực chúng ta sẽ vượt qua và cải tạo thân phận của mình. Những quốc gia như Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan, Bhutan, Nepal, khi được biết người đang nói chuyện là một người Việt Nam, thường tỏ thái độ kính trọng. Và họ đã từng biết trong lịch sử Việt Nam đã từng trong những cuộc đấu tranh vệ quốc chiến thắng được đế quốc Pháp, đế quốc Mỹ, và trong cuộc đấu tranh vệ quốc giành lại độc lập chủ quyền 1000 năm bắc thuộc và trải dài trong lịch sử thêm nhiều lần nữa, Việt Nam đã đứng vững khỏi cái sự tấn công và bành trướng bá quyền của Trung Quốc. Tất cả cái đó nó không có liên hệ gì đến cái thân phận nghèo. Nghèo mà có bản lĩnh, có ý chí, có lý tưởng, có đời sống đạo đức, ta vẫn có một vị thế xã hội đẳng cấp quốc giới, đẳng cấp quốc gia như thường thôi. Do đó đừng đánh mất lương tâm, thì trong cái nghèo chúng ta vẫn là một viên ngọc sáng. Thể hiện đời sống thấp hèn vì lý do nghèo là một biện hộ rất đáng được lên án. Sáu, người sống biết ơn, đền ơn và thể hiện nhân nghĩa với đời. Biết ơn và đền ơn là hai dấu hiệu của một đời sống văn hóa đạo đức, được kinh điển nhà Phật khích lệ như là một lối sống rất có tình. Bất kỳ tiếp nhận một ân nghĩa của ai lớn hay nhiều, đã trôi qua lâu hay là mới ngày hôm qua, người tiếp nhận phải tiếp nhận bằng một thái độ trân trọng. Bởi vì thiếu những trợ giúp cần thiết đó như là những thuận duyên, có lẽ các thành công của chúng ta đã chưa từng có mặt. Và nếu như chúng ta đánh mất cơ hội nắm lấy thành công trong tầm tay, có lẽ cuộc đời của mình ba chìm bảy nổi tám lên đen. Cho nên giúp đỡ đúng lúc, sự giúp đỡ nhỏ có giá trị lớn. Đang khi bị què giò, cái nạn chẳng đáng giá là bao có thể giúp cho chúng ta đi từng bước trên mặt đất. Khi bị tê bại liệt sụi, chiếc xe lăn cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền có thể giúp cho chúng ta vận chuyển từ điểm A sang địa điểm B. Đang khi chưa đủ sức để tự thở, bình dự khí hô khi có thể giúp cho chúng ta vượt qua được cơn tử vong trong gang tấc. Mỗi một trợ giúp nếu phân tích ở cái thời điểm thành công nó chẳng là bao, nhưng trong thời điểm ngặt và nghèo nó là một quả núi, nó là tất cả. Mà nếu thiếu nó, cuộc đời chúng ta nó chẳng biết đi về đâu. Dựa vào tinh thần này, Đức Phật khích lệ nền văn hóa biết ơn và cố gắng thể hiện sự đền ơn đang khi chúng ta có thể thực hiện. Dĩ nhiên có rất nhiều người khi thi thố một ơn nghĩa, nhất là những người Phật tử, không hề mong có một cái kết quả đền đáp trong tương lai. Họ làm bằng thái độ vô ngã, tâm vị tha, lòng dấn thân phụng sự, như một niềm vui, như một sự trải nghiệm hoàn thiện nhân cách thôi. Do đó người tiếp nhận ân nghĩa có thể đền đáp cái ân nghĩa đó cho những người có nhu cầu khác, do nhất thiết là chính người đã trực tiếp giúp mình. Do vậy chúng ta không được quyền cho phép mình biện hộ rằng người giúp ta không có nhu cầu giúp lại, người đó cũng không có mặt tại đây, hoặc người đó đã trở thành quá khố, hoặc là họ đang sống một cuộc đời xa xôi nào, cho nên tôi được quyền quên đi các ân nghĩa đó. Đền ơn và biết ơn là sống nhân nghĩa, sống tình người. Vì vậy đó ta thiết lập được tình thân thương, trải nghiệm được sự đắc nhân tâm, nối kết được tình thân. Và do vậy đó, trong bất kỳ một biến cố, trở ngại, thách đố nào, ta vẫn có được những người đồng hành xứng đáng
giúp cho ta vượt qua được các hoàn cảnh rất ngặt nghèo. Vấn đề ở chỗ là khi nhận ân, đừng biến mình trở thành một kẻ dựa dẫm. Khi trả ân cũng đừng nghĩ rằng đó mình là một kẻ vô lại, mặc cảm, tự ti về thân phận thấp hèn đã từng xảy ra trong quá khứ. Trong cuộc đời này không ai có thể sống độc lập một mình. 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ là ta đang sống với tha lực, tình thương và sự sống của người mẹ truyền qua cái nhau. 3 năm vũ bộ và mười mấy năm ngồi dưới ghế học đường, ta đang nhờ tha lực của cha mẹ, những người hy sinh trực tiếp chân lắm tay bùn để giúp cho chúng ta có đủ thời gian vươn lên thành công trong tri thức để tự lập trong tương lai. Hầu như trong một kiếp người chưa từng có một người nào trong một khoảng giai đoạn nào mà không cần đến những trợ giúp cần thiết đâu đó, ít hay nhiều, trực tiếp hay gián tiếp. Cho nên khi tiếp nhận một trợ giúp tích cực, không có gì phải mặc cảm. Và do vậy, cũng không có gì phải mắc cỡ khi phải đền ơn những trợ giúp mà ta đã từng đón nhận được trong quá khứ. Đó là một lối sống ân tình. 7. Sống có hậu với mọi người và sống chung thủy trong hôn nhân. Đây là lời dạy rất sâu sắc của Bồ Tát Hiền Nhân, gồm có hai vế. Đối với người bạn đồng hành, ta thực tập thái độ hài lòng, biết đủ để ta trải nghiệm các khoái lạc giác quan, đúng người, đúng chỗ, đúng đạo đức, đúng luật pháp, chung thủy một vợ một chồng, lúc hàn vi cũng như là đang lúc lên hương. Dân gian Việt Nam thường có những câu nói biện hộ sang đổi vợ để cho phép các đại gia khi thành công rồi được quyền quên đi cái đóng góp, cái mặn nồng, những cái giai đoạn cùng chia ngọt xẻ bùi mà phần lớn là nó khổ niềm đau với nhau trong quá khứ. Và đạo Phật á vẫn dạy chúng ta trước sau như một, vì đó là cái nhân nghĩa và cái là tình người. Vì không có những cái đồng hành trong quá khứ, lấy đâu ta có được sự thành công và rạng rỡ của ngày hôm nay? Và nếu không có được cái hạnh phúc trên cái tình người của hôm nay, thì lấy đâu chúng ta có được tiếp tục qua trái hạnh phúc của ngày mai? Cho nên sống trên nền tảng nhân quả, giữ được tính trung thủy, có đầu, có đuôi, có trước, có sau, có tình người. Người như thế là rất có giá trị, rất đáng phục, rất đáng nể. Đang khi đối đãi với mọi người đó thì phải giữ có hậu, tức là mình phải hy sinh bản thân mình, xem niềm vui là những gì mà mình có thể phụng sự đóng góp cho người khác hơn là đòi hỏi họ làm cái gì đó cho mình. Tinh thần Bồ Tát của đạo Phật dạy chúng ta một nhận thức: đang khi cho ra một cái gì, lúc ấy là ta đang nhận vào các công đức và phước báo cho chính mình chứ không cho ai khác. Đang khi làm một việc nghĩa, một việc có giá trị cho xã hội và cộng đồng, là lúc ta đang nỗ lực hoàn thiện các nhân cách ba la mật. Thấy rõ được như thế, rất nhiều Phật tử có vai trò vị thế xã hội không phải là do vì rảnh thời gian hay là bị thất nghiệp, đã phát tâm làm công quả, đồng hành các Phật sự với những vị thầy có tâm linh, có lý tưởng, có phát nguyện, có dấn thân, có phụng sự, và chia các cái ngân quỹ thời gian rất giới hạn của mình cho các sự nghiệp cao thượng đó. Là bởi vì người ta sống có hậu với nhau. Sau này khi chia tay, do nhân duyên, do hoàn cảnh, tình người đó vẫn tiếp tục tỏ sáng. Nó khác với cái cách Nho giáo mà khi đó làm quan đó thì người ta thường hóng hách, rồi khi đó về hưu đó thì bị những kẻ thuộc hạ của mình xem mình chẳng ra gì. Cao Bảo Quát đã có lần than giảng: còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết tiền, hết bạc, hết ông tôi. Thay vì trách người,
hãy quay trở về đánh giá lại chính mình. Có lẽ là khi mình lên hương, ngồi ở ngôi cao, ảnh hưởng lớn, danh dự nhiều, ta đã chẳng biết sống tình người với người khác, chù dập, bao che, hưởng nội, hạ đạp, gây khó dễ, tạo quá nhiều các ăn quán giang hồ. Do đó khi chúng ta sa cơ lỡ vận thì hầu như cái quả xấu trổ liền ngay tức khắc, và những người đã từng chịu ăn quán giang hồ với chúng ta tìm cơ hội đó mà trả đũa trả thù. Do vì sống không có nhân, cho nên khi thất thế đó thì không được người khác ứng xử có hậu, âu cũng là nhân quả thôi. Lời Phật dạy khuyên chúng ta quay trở về đánh giá chính mình, để mỗi giây phút trôi qua ta cố gắng sống tốt hơn và ứng xử một cách có giá trị hơn, lấy hạnh phúc của tha nhân là mối quan tâm, lễ của cộng đồng á là lối hướng về. Cho nên á, cái ứng xử có hậu đó sẽ làm cho chúng ta ít khi nào bị quên đi trong mọi tình huống. 8. Ra trận mà không có tướng và binh sĩ là một điều rất khó. Đây là một ngôn ngữ ẩn dụ cao. Trận có thể là những cái tình huống ở trong cuộc đời, những hoàn cảnh trái ngang mà chúng ta gần như là không có được cơ hội lựa chọn nhiều. Cứ giống như là một rổ táo, trong đó phần lớn chỉ là những trái hư thối, lựa chọn trái nào cũng không xong, mà bỏ đi hết đó, thì là tiếc nuối. Lâm vào các hoàn cảnh như thế, trở thành đơn thương độc mã là chuyện bình thường thôi. Trong bàn cờ tướng của người Trung Quốc, ta có tướng sĩ tượng như là bộ ba, xe pháo mã như là những thiên lôi mở đường dẹp lối để cho tướng sĩ tượng có thể có được sự khải hoàn. Bên cạnh đó thì còn có binh sĩ, những người đi đầu hy sinh một cách vô danh để cho xe pháo mã có thể hoàn tất cái nhiệm vụ dẫn đến sự khải hoàn. Trong một trận chiến mà chẳng có tướng giỏi mà cũng chẳng có binh sĩ sẵn sàng vì đất nước quên mình thì có lẽ khó có thể thành công. Chí sĩ yêu nước Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu đều là những nhân vật kỳ tài của lịch sử Việt Nam, nhưng họ không đủ duyên, thời vận chưa đầy đủ. Do đó những nỗ lực của họ, chúng ta mở ra những phong trào đấu tranh, nỗ lực khởi nghĩa, nhưng cuối cuộc rồi cũng bị thất bại, bị quên lãng. Tướng và sĩ đây được hiểu như là những vệ sĩ, những hộ pháp, những người đồng hành vốn rất cần thiết cho các công trình dân sự, công trình quốc gia và các công trình Phật sự. Ai làm các Phật sự mà có rất nhiều những người đồng hành hiểu biết, hy sinh, chia sẻ, xung phong gánh vác, chắc chắn rằng là sự thành công nằm chắc trong tầm tay. Mỗi một ngôi chùa mà có xe pháo mã, tướng sĩ tượng và hàng loạt các binh sĩ sẵn sàng làm các Phật sự, trở thành những cánh tay nối dài của Đức Phật, của Đạo Phật, của Chánh Pháp, của Đạo Đức, của Bình An, của sự chuyển hóa, thì không lo gì Phật giáo không trở thành là sự lựa chọn tâm linh chánh yếu của các tôn giáo trong thời toàn cầu hóa hiện nay. Do đó mỗi người phải xung phong làm vai trò mà mình được xem là sở trường hay chuyên môn. Đừng nên đánh giá chỗ làm của tôi, đóng góp của tôi, vị trí của tôi, của anh, của chị, ai cao, ai thấp, ai hơn, ai kém. Làm Phật sự thì không đánh giá như thế, mà mỗi người đều có một vai trò quan trọng. Đừng nên ai quan trọng hơn ai, mà nên xem nếu tôi tham gia xung phong vào vị trí đó, tôi làm hết lòng, có tâm huyết về công việc được giao đó,
tôi sẽ làm cho cái vận hành của nỗ lực chung dẫn đến sự thành công. Ra trận mà thiếu tướng sĩ là không thể nào khải hoàn nếu nó là thất bại. Lưu Bị nếu không có Khổng Minh chắc chắn là đã chết tôi mạng. Lưu Bị nếu không có Quan Công thì chắc chắn rằng là cũng không thể chiến thắng khải hoàn trên các trận địa. Lưu Bị nếu không có người nóng tánh như là Trương Phi thì có lẽ cũng khó có thể làm được một số cái nỗ lực lớn. Hội đủ được thiên thời địa lợi nhân hòa sẽ giúp cho chúng ta thành đạt được những nỗ lực chân chính hơn. Cho nên khi sống cố gắng giảm bớt thù thêm nhiều bạn. Có nhiều người đó mưu cao trước lớn, khi người ta bóp nát mình không xong á, ta quay trở lại làm bạn. Nếu như mình vướng kẹt vào cái tâm hận thù, có lẽ là chúng ta khó có thể đồng hành sánh bước với họ để cho họ có một cơ hội thay đổi cái việc làm sai. Cho nên trong tình huống đó đó, giả vờ như chưa từng có một ứng xử xấu, chê xấu của người xấu đang có nhu cầu làm lành, mặc dù làm lành đó là có điều kiện, làm lành đó là vì chưa có để thắng cho nên tạm rút về ẩn giật như là một con hổ. Bất luận xuất phát từ động cơ nào cũng đừng nên vì thế mà ta có những ứng xử giang hồ với họ. Thì đó là cái nghệ thuật giúp cho chúng ta lúc nào cũng tạo điều kiện thuận lợi để thành công. Trong nghịch cảnh chẳng hạn như hoa sen thì tận dụng bùn nhơ nước động để làm tỏa sáng mình, chói sáng mình với gương, nhị, cánh hạt mà các loại hoa khác không thể nào bì kịp. Vì đó muốn thành công theo Phật giáo, đừng nên đơn giản nghĩ rằng tôi đã đầu tư chánh nhân, tôi chỉ ngồi chờ thời cơ để có được chánh quả. Đó là sai lầm lớn. Giữa nhân và quả còn có một chuỗi các điều kiện. Điều kiện thường diễn ra theo hai chiều, chiều thuận và chiều nghịch. Điều kiện thuận dẫn đến thành công, điều kiện nghịch dẫn đến sự lỗi trường, và do vậy khó có thể đạt được như ý. Do đó phải cố gắng làm sao vẫy tay chào với các nghịch duyên, nỗ lực đầu tư càng nhiều các thuận duyên càng tốt. Có thêm bạn đồng hành, có thêm người trợ lý, có thêm những người giúp việc, có thêm những người hy sinh, những kẻ đóng góp, thì chắc chắn chúng ta sẽ làm chủ và nắm chắc được sự thành công trong tầm tay ta. Điều 9, làm ác mà mong có quả báo lành là không thể có được. Đây là một cái tâm lý trái chiều với các hành động. Tâm thì muốn có kết quả tốt, hành vi đó thì ngược lại với những nguyện vọng mình đang làm. Câu nói đó nghe có vẻ chung chung, nhưng khi phân tích vào những trường hợp cụ thể, phần lớn chúng ta kẹt vào điều này. Có một lần khi chứng kiến lễ đại gia đàn chẩn tế của Bà La Môn giáo, giết 500 con cừu, 500 con bò, 500 con dê, 500 con heo để tế Phạm Thiên, tức là Thượng Đế, và hàng vạn thánh linh của Bà La Môn giáo để cầu phúc tại vị lâu dài cho một vị vua. Đại để chẩn tế gia đàn đó đã được các vị quan lớn trong triều thực hiện với sự chủ lễ của các vị Bà La Môn lỗi lạc. Và lúc ấy Đức Phật đã phân tích ra các sai lầm của đại gia đàn đó, và Ngài nói có một đại gia đàn không vướng bẩn vệ máu, không tốn tiền bởi nhiều tiền, không cần phải mất nhiều thời gian mà ta vẫn có thể đạt được như ý, đó là Bát Chánh Đạo. Đức Phật xem Bát Chánh Đạo như là một đại gia đàn có được tầm nhìn đúng để ta không có mê tín dị đoan, thế giới quan, nhân sinh quan chuẩn, có được tư duy tích cực để chúng ta có thể tận dụng một tình huống thoát ra khỏi tham sân si, có được truyền thông đạo đức để chúng ta dùng lời nói mang lại niềm vui hạnh phúc cho người, có được hành động đạo đức để ứng xử mang lại những điều thuận lợi, có được nghề nghiệp đạo đức để chúng ta không vi phạm luật pháp,
có được sự nỗ lực tinh tấn để không bỏ cuộc nửa chừng, có được sự ý thức và làm chủ đi đứng nằm ngồi qua các giác quan, ta không để cho tâm mình chạy theo các phản ứng cảm xúc, có được thiền định sâu lắng, nhìn lại chính mình, trải nghiệm chính mình và làm cho tự giác được phát sinh. Tám yếu tố đó theo Đức Phật là một đại chai đàn mà ai đầu tư vào sẽ có được kết quả lớn. Đức Phật đã phân tích tiếp: giết sát sinh biết bao nhiêu là mạng sống của các loài động vật và gia súc, mong được tại vị, tuổi thọ và sức khỏe lâu dài là hai nhân hoàn toàn đối lập nhau, dầu có muốn cũng không thể nào có kết quả. Một lần nọ Đức Phật tập hợp đại chúng và kêu một đệ tử tại gia dẫn đến một con bò cái đã có sữa. Ngài kêu một số cậu bé ra vắt sữa ở sừng con bò cái. Các cậu bé hì hục vắt sữa. Sau đó thưa với Đức Phật: bạch Thế Tôn, con không thể nào có được sữa từ con bò này. Đức Phật nói: này các đệ tử, hãy xem các cậu bé nói kìa. Trên thực tế các cậu bé không có được sữa không phải con bò không có sữa, mà vì các cậu bé không biết vắt sữa ở nơi có thể tạo ra sữa. Sữa được trữ ở ngực của con bò, và do đó phải vắt ngay bộ phận thì mới có thể tạo ra sữa được. Đức Phật kết luận lại: trong cuộc đời có rất nhiều người có ước mơ lành, có nỗ lực tốt, có phấn đấu giỏi, nhưng mà làm không đúng chánh nhân, chánh duyên thì không thể nào có được kết quả. Lời kết luận của Đức Phật là một bài học rất sâu sắc để chúng ta suy nghĩ. Nhiều người vào chùa tham gia làm việc từ thiện, đó là đang gieo nhân về tài sản, về sự thuận lợi, về bình an, mà mong hồi hướng công đức cho mình có được trí tuệ làm sao được. Trí tuệ đây là một cái quả do tu tập đạo đức và thiền định. Đang khi làm cái việc phúc đó thì chúng ta trổ được những cái quả phúc báo khác. Cầu muốn và hưởng công đức cho một cái thành quả mà đang khi nhân gieo hoàn toàn không có mối liên hệ về tính chất, chỉ dẫn đến tình trạng cầu bất đắc khổ thôi, chứ không thể nào có được cái kết quả được. Huống hồ là người làm ác, nói ác, hành động xấu, vi phạm luật pháp, qua mặt luật pháp, sống ngoài dòng pháp luật, có ô dù bao che, sau một thời gian cũng không thể nào tránh khỏi được các quả ác. Trong kinh Pháp của Đức Phật khẳng định rất rõ, khi một nhân đã đến lúc chín mùi thì dầu cho có động thổ dưới lòng đất, lặn sâu dưới đại dương, bay cao bay xa trên bầu trời xanh, quả xấu cũng phải trổ và kẻ thủ ác phải gánh lấy các hậu quả xấu ác thôi. Lời tuyên bố đó là một chân lý bất di bất dịch. Có thể vì khéo léo, có thể biết tập hợp các thuận duyên, có thể được nâng đỡ và bao che, một kẻ xấu qua mặt luật pháp được 10 năm, 20 năm, 30 năm, nhưng không thể qua mặt được luật pháp một cách vĩnh viễn. Do đó, thà chậm vào một chút để khỏi phải gieo nghiệp, thà vào ít một chút để khỏi phải mang tội, thà nỗ lực siêng năng một chút để ta có được các thành quả chân chính, hơn là ngắn hạn mà dẫn đến những rai rứt và nối tiếc về sau. 10. Nghe pháp, hiểu pháp và thực hành pháp là khó. Lời dạy này gồm có 3 vế. Vế thứ nhất là gặp được Phật để nghe được pháp. Chúng ta là không có được cơ hội này rồi, vì chúng ta sanh ra cách thời Phật đến gần 2600 năm. Chúng ta có thể gặp Phật và nghe pháp dưới nhiều hình thức khác nhau. Kinh điển Phật giáo ngày nay đã được ấn bản internet truyền bá trên các trang web miễn phí 100%. Kinh sách Phật giáo cũng đã được âm thanh hóa trở thành như là những sách nói miễn phí trên trang web tusachphathoc.com. Kinh sách Phật giáo cũng được ấn bản dưới hình thức ấn tống thành các quyển sách tặng biếu rộng rãi khắp nhiều nơi.
rất nhiều người chẳng màng đọc đến, chẳng màng nghe đến băng giảng, băng thuyết pháp của các tăng ni trong nước và nước ngoài hiện nay không dưới 100.000 đề tài. Nhưng mà có rất nhiều người cũng chẳng màng muốn nghe vì nghĩ rằng mình không có nhu cầu nghe, hoặc mình đã biết mà trên thực tế thì mình chẳng biết đến đây đến chốt. Do đó dành thời gian đến chùa nghe pháp, mỗi khi có một vị giảng sư, pháp sư được thầy chủ trì tổ chức một khóa tu, tổ chức một lễ hội thỉnh mời đến, thì đừng nên đánh mất cơ hội để tham khảo thêm những điều mình có thể chưa biết đến. Nếu đã biết rồi, việc nghe lại sẽ giúp cho chúng ta gieo hạt giống tri thức bất động về lĩnh vực đó. Hầu như không có sự dư thừa trong việc nghe chánh pháp. Nghe càng nhiều, chúng ta sẽ trở thành chánh pháp như là một phản ứng tất yếu và tự nhiên. Ngài Tuyên luật sư của Trung Quốc là một nhân vật lỗi lạc về đời sống nhân cách đạo đức, giới hạnh thanh cao, vững về giới luật Phật dạy. Nhưng mà nơi nào có các vị cao tăng giảng dạy về luật, mặc dù đã biết nằm lòng, trở thành một học giả hàng đầu, Ngài vẫn cắt thân đến tận nơi để học, học để rút kinh nghiệm, học để hiểu sâu hơn, học để kiếm sự thật chứng, và học để sau này làm đạo truyền bá về luật có kết quả hơn. Hầu như sự học, sự nghe không bao giờ kết thúc. Sutta là kinh trong tiếng Pali, có cái gốc rễ từ sutta là nghe. Như vậy nghe kinh á, nó liên hệ đến lỗ tai, và kinh nó liên hệ đến cái nghe. Thời xưa giáo dục liên hệ đến cái nghe là chính yếu, vì chưa có chữ viết. Cho nên nghe kinh, nghe pháp là một sự học, là một trải nghiệm. Với thứ hai đó, kinh điển nhân dạy chúng ta là phải hiểu pháp, nghĩa là nghe bằng lý trí, khác hoàn toàn với nghe mê tín dị đoan, nghe mù quáng, nghe tin tất tần tật, nghe không đặt vấn đề. Do vậy, việc nghe hoàn toàn trở nên vô bổ. Nếu không nói là có thể dẫn đến những tác hại. Rất nhiều các tín đồ thuộc các tôn giáo nhất thần do nghe và tin mù quáng vào kinh thánh của họ dạy đã trở thành những người hoạt động khủng bố, gây bất bình an khắp mọi nơi. Có rất nhiều người nghe giao khoán niềm tin vào một vị thần và một vị thượng đế, và do vậy cả một kiếp người trôi nổi chẳng đi về đâu. Có những người nghe và tin vào các chiếc bánh vẽ có thể hấp dẫn về màu sắc, nhưng bản thân bánh vẽ thì không có chất bổ, không tiêu hóa được, cho nên có đi theo và tiêu thụ các chiếc bánh vẽ cũng chẳng có một giá trị gì. Đức Phật dạy chúng ta là khi nghe một điều gì, đừng nên vội tin, phải dùng lý trí nghiền ngẫm, đánh giá, trải nghiệm. Chỉ khi nào đạt được các giá trị cho mình bây giờ và trong tương lai, lúc đó việc tin vào những lời nghe đó cũng chưa có gì là muộn màng. Thái độ cẩn trọng và lấy lý trí soi dẫn lối đó sẽ giúp cho chúng ta nghe để dẫn đến sự hiểu thấu đáo. Trong đối thoại giữa người với con người, nếu ai biết nghiền ngẫm để hiểu lời nói của người đang đối diện, ta sẽ không giận họ. Ta biết họ đang kẹt vào tâm sân, tâm si, tâm tham, cho nên có những ứng xử thiếu khôn ngoan, dễ phật lòng. Cho nên thay vì giận họ thì hãy thương tưởng và tội nghiệp họ. Việc nghe đó được gọi là nghe sâu để dẫn đến sự hiểu thấu, và vì vậy có tình thương nhiều giúp cho chúng ta có thể giúp cho người đó tháo mở được các tánh xấu. Hiểu được pháp thì mới có thể thực hành được chánh pháp. Từ tiền bán thế kỷ 20 trở về trước, Đạo Phật Việt Nam có thói quen là đọc tụng kinh bằng âm Hán Việt. Bởi vì có một giai đoạn chúng ta sử dụng Hán Việt như là quốc ngữ, là ngôn ngữ hành chính. Sau này khi Latin hóa tiếng Việt, cái cơ hội sử dụng âm Hán Việt nó không còn nữa. Các tu sĩ được tu học từ nhỏ trong chùa đã học tiếng Hán, học tiếng Anh, học tiếng Pali, Sanskrit, Tây Tạng, các ngôn ngữ Phật học,
Do vậy việc đọc kinh bằng âm Hán Việt không là một trở ngại vật đối với họ. Đối với Phật tử tại gia, đọc kinh điển chữ Hán Việt sẽ không hiểu, không hiểu dẫn đến mê tín. Mê tín biến Đức Phật thành Thượng Đế, các Bồ Tát thành thần linh là chuyện khó có thể tránh khỏi. Vì đó quý Phật tử, ngoài việc đọc các bài kinh trong các nghi thức tụng niệm hàng ngày tại các chùa, đừng nên thỏa mãn và hài lòng dừng lại tại đó. Phải cố gắng hiểu tới nơi đến chốn, phải cố gắng thực tập, tức là tiêu hóa kiến thức kinh điển, để cho kinh điển có thể làm đến hạnh phúc như là một dưỡng chất tâm linh. Người nào đọc kinh bằng mục đích thứ ba, đó là hiểu và thực tập, thì mới có thể có được lợi lạc lớn. Tụng kinh để cầu phúc, tụng kinh để cầu thọ vẫn có phúc, nhưng mà cái phúc đó chẳng đáng bao nhiêu. Đang khi đọc kinh để hiểu, hiểu để thực tập, giống như chúng ta biết được một con đường, có được một tấm bản đồ, có được la bàn, định hướng nơi xuất phát, hành trình đi, kết quả đến, và đỡ mất thời gian mà vẫn có được thành tựu trong tầm tay. Đó là tính phương pháp. Vì đó hiểu kinh là một nhu cầu lớn. Ngày nay các giảng đường Phật Pháp mở ra khắp mọi nơi, các tu sĩ Phật giáo sẵn lòng trả lời Phật Pháp qua điện thoại, hoặc là qua các blog, qua các trang web, qua vấn đáp trên các sách vở. Hầu như chỉ cần có lòng tìm hiểu là chúng ta tìm ra được giải pháp thỏa đáng thôi. Cho nên hãy tận dụng cơ hội để làm các công việc này. Do đó khi các Phật tử gọi điện thoại từ xa đến cho các thầy, các sư cô, đừng nên giải bài tâm sự mà muốn cho các thầy phải lắng nghe tất tần tật quá dài những gì mà mình chia sẻ. Tóm tắt cái gút mắt nỗi khổ niềm đau bế tắc trong vòng 5 phút thôi, và bắt đầu còn lại là ta lắng nghe giải pháp từ lời Phật dạy thông qua cái kinh nghiệm và truyền đạt của một vị tu sĩ, ta sẽ đạt được nhiều giá trị hơn. Các Phật tử ở nước ngoài thường có chương trình Alo Việt Nam, $5 có thể gọi được 2-3 tiếng, gọi về thì thường xin mấy thầy 30 phút 60 phút, thầy tu đâu có rảnh hơi mà nghe nhiều vậy. Cho nên khi mà được mấy thầy khéo léo nói yêu cầu rút gọn thì đừng có tự ái, bởi vì công việc mình phải biết tận dụng thời gian. Thuyết pháp qua điện thoại không phải là một điều hay, nhưng mà tư vấn trả lời nhanh chóng là một chuyện có thể được xem là thích hợp. Cho nên tận dụng thời gian để chúng ta có thể học được một cái gì đó, tiêu hóa một cái điều gì đó, để biến nó trở thành là thực phẩm của đời sống thì nó tốt hơn là tích tụ kiến thức. Cũng nên tránh thái độ học Phật cũng là một nội dung mà đi hỏi hết thầy A đến sư cô B rồi thầy C để xem có thầy cô nào trả lời hay, thầy cô nào trả lời ấn tượng. Đó là đánh đố với cái người được mình hỏi, không cần thiết, nó chỉ làm tổn phúc và mất thời gian thôi. Cho nên phải học Phật theo khuynh hướng là thực hành, mà muốn thực hành để đến chốn thì phải học thấu đáo được. Kính thưa quý tiền hữu tri thức, 10 điều khó làm đó, nếu nỗ lực chúng ta có thể nắm chắc được sự thành công trong tầm tay. Vượt qua được 10 điều khó làm có nghĩa là chúng ta làm thành công 10 điều đó, nếu chúng ta có một quyết chí lớn và có phương pháp để thực hiện. Tất cả mọi vấn nạn đều ẩn chứa những ẩn số, mọi ẩn số cần đến một chìa khóa để giải mã. Và theo Đức Phật, trí tuệ là chìa khóa giải mã ấn tượng nhất, có kết quả nhất. Cho nên đừng đánh mất cơ hội, đừng khinh thường chính mình, mà hãy nỗ lực tận dụng để giúp cho chúng ta thành đạt các giá trị trong cuộc sống. Nhà bác học Einstein sau khi nghiên cứu các tôn giáo ở châu Á, ông rất tâm đắc với đạo Phật và có những lời đánh giá rất chuẩn về đạo Phật. Một trong những lời đánh giá đó là: nếu trong tương lai có một tôn giáo tạm gọi là tôn giáo hoàng vũ đáp ứng được các phương diện khoa học thực tiễn và có thể cung ứng được các giá trị tâm linh, thì phải nói rằng đó chỉ là đạo Phật chứ không có một tôn giáo nào khác.
Và một lần khác ông đã phát biểu sau đây: đừng nỗ lực trở thành một người thành công, mà hãy nỗ lực trở thành một người có giá trị. Thành công là một chuyện dễ làm, mặc dù rất nhiều người bị thất bại. Có tinh tấn là có thành công, có phấn đấu kiên trì là có kết quả, có đi là có đến, có tìm là có gặp, có hỏi là có được sự chỉ dẫn. Hầu như cái tính nhân quả kéo theo sau đó là tất yếu thôi. Thành công mà không kèm theo các giá trị tình người, tính đạo đức, tính nhân văn, tính phụng sự, thì sự thành công đó chỉ phục vụ cho cái tôi nhỏ bé thôi. Giác ngộ được đạo Phật, Einstein đã để lại những câu nói bất hủ cho cuộc đời. Cho nên là 10 điều khó làm, nếu phấn đấu đều có thể làm được. Và không dừng lại ở thành quả của cái kết quả làm được 10 điều đó, mà làm sao biến cho chúng ta trở thành là những con người có giá trị, ít nhất là cho mình và cho người, để khi nhắc đến người ta đều có ấn tượng đẹp, có cái kỷ niệm đẹp về bản thân mình, vì chúng ta đã làm được những việc khó làm. Đó là nội dung của một đoạn kinh trong kinh Thiền Nhân. Xin kết thúc tại đây, và phần thời gian còn lại thì dành cho phần dẫn đáp nếu còn thời giờ và nếu quý vị có những thắc mắc. Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ